VNSAI chào quý vị các bạn. Chắc là quý vị cũng ít khi gặp một cái bể to như này. Em chào chị Hương. Chị Hương chào em, chào tất cả mọi người. Chào em cùng chia sẻ nhá. Chờ một tí đã, anh bảo cái này thế này. Chị Hương nhìn thấy bao nhiêu cái bể to này rồi ạ? Chưa thấy, nhìn cái nào, mới thấy cái nhà mình không? Một cái to nhất đúng không ạ? Do chị ít đi hay là do ít có? Nói chung là thế mà họ trên mạng xã hội thì mình theo dõi một chút trên cái cộng đồng của người bể đá đấy. Vâng. Chị thấy mỗi cái mình nhà chị cái này. Vâng. Còn cái khác thì... Em thì em nghĩ, em nghĩ thế này. Chị thì chị cũng quen biết rất nhiều những người chơi đồ đá trên cả Việt Nam này. Vì nhìn nhà anh chị này thì chắc chắn là anh cũng phải quan hệ được nhiều người. Mà chị bảo chị chưa nhìn cái này thứ hai, đúng không ạ? Thì tạm thời em cứ nói luôn là cái này đang to nhất với chúng ta đã nhìn thấy bây giờ. Còn qua cái video này, nếu như quý vị các bạn vô tình nhìn thấy một cái bể nào mà to như này, đúng không ạ? Mà nó lại lành tít như này nữa, thì có thể chia sẻ về cho anh Lâm số điện thoại trên màn hình để có thể anh Lâm lên đấy làm giá với mọi người để mang về thì sao, đúng không ạ? Giờ VNSAI sẽ đi đến chia sẻ với quý vị nhá. Vâng, quý vị ơi, em Công sẽ đo, chị ơn cho em cái ạ. Xem nó to như thế nào nhá. Xem đúng như to như thế nào. Đây là kích thước phủ bì 1m93. 1m93, đâu. Đây. Từ từ, phủ bì đã chị ơi. Phủ bì đã. 1m93. 1m93, trời ơi. Xem chị xem lọt lòng. Xem lọt lòng ạ, lọt lòng ạ. Lọt lòng là 1m77. 1m77. Trời ơi. Kinh khủng, rộng đi, Công. Rộng nhá. Quý vị cứ tin chúng tôi nha, chúng tôi không đo sai đâu. Không có sai đâu quý vị ạ. Đây. Anh đến anh. Rồi, 1 mét bao nhiêu? 1m1. 1m1. Còn lọt lòng nhá. Rồi. Lọt lòng là 96. Ui giời ơi, dạ mà. Chiều cao nhá. To quá. Từ chân lên. Chân lên nhá. Bao nhiêu? Chiều cao chân lên là 62. 62. Vâng, 62. Cảm ơn đơn công chia sẻ rất nhiều. Còn bây giờ VNSAI đi chia sẻ. Chúng ta vào phân tích. Em hết việc đấy. Không hết việc đâu. Chị với em Công ngồi xuống đây cùng chia sẻ tí này. Chị Hương nhìn thế này. Em chia sẻ một chút, đây là một cái bể chân triện đúng không ạ? Như em hiểu. Đấy. Chân triện này, chân triện rất là sạch sẽ. Tại sao nói vậy? Vì các cụ làm rất là đủ kích thước từng cái này đến cái này đến cái này cái này. Các cụ vạc vừa khít, không thừa tí nào. Tóm lại là từ cái đường G này, nó bằng tất cả cái đường G chạy của xung quanh bể. Và em gọi là từ sạch sẽ. Đúng không ạ? Thường thường các cụ dưa thừa thì kệ chẳng hạn. Nhưng đây là rất kỹ tính. Vì một cái bể to mà cụ làm kỹ tính như thế này. Đường triện rất là sâu. Sâu lắm chị ạ. Em nhìn thấy đây là một cái bể to nên là triện cũng rất sâu. Nói chung là gặp một cái cụ nào em nói thẳng luôn, khi đục gọi là bẹp tí, đục tí cũng được. Đục sâu thì tốn công hơn đúng không ạ? Tinh tế lắm. Tinh tế. VNSAI là được đi nhiều, được nhìn nhiều, và hôm nay được cảm nhận từ một bể to của anh chị Lâm Hương. Đây là VNSAI tự nhìn thấy một cái đường triện chạy đều, quý vị nhá, chạy đều xung quanh bể luôn, kích thước trên dưới như nhau. Đấy là một cái tinh tế của một cái người làm chị, thấy không ạ? Còn kỹ đến như thế, quý vị thấy đúng không ạ? Kỹ đến nỗi là gọi là kỹ từng cm, cầm thước một đo để một đục. Đấy quý vị ạ. Đấy là một cái VNSAI đang nhìn thấy ở cái bể này, nó có giá trị, nó quý đến như thế. Tiếp tục. VNSAI đi tìm cái gì quý nữa để chia sẻ với quý vị. Hay ở cái chỗ là cái này. Tiếp tục. Bốn mặt anh ạ. Tiếp tục. Đấy. Chuyện bốn mặt rất đẹp. Quý vị nhìn thấy chưa ạ? Như em Công chim sẻ vừa đi một lượn một vòng rồi nói rồi. Chuyện bốn mặt. Trời ơi. Nhưng có một cái rất hay là quý vị, đây là mặt sau về tường. Đấy. Rồi mặt xương sau. Nên là các cụ không đục triện ở mặt sau, chân sau. Vì thường là các cụ xưa là cái mặt này để vào tường. Nhưng mà các cụ hôm đấy chắc là dỗi quá sao làm cái mặt này luôn. Đúng rồi, dỗi mà. Tôi làm tí này nữa nhưng mà không đục chân vì cụ bảo thôi. Cái đấy nó vào trong tường mà. Trong tường mà. Thôi không phải đục trong nữa. Vì bao giờ một tảng đá nó cũng có vết khuyết. Vâng, đúng rồi. Khi ta chọn một vết khuyết thì ta sẽ đòi cho vào trong. Sẽ cho vào trong. Nhưng đây là đẹp cả bốn mặt. Đấy, cả bốn mặt. Nhưng mà cái trong cái chân thì qua cụ bảo thôi cho vào chân thì không đục nữa thôi. Vâng, đấy. Biết được để phân biệt được ấy, phân biệt được mặt trong và mặt ngoài. Đấy cũng là đúng ạ. Để mình chọn cái mặt chơi cho nó đẹp. Đấy, VNSAI đang vừa đi tìm cái đẹp của bể, tìm cái xấu của bể,
Em thì em chia sẻ với chị Hương như này, và em cũng vậy thôi. Khi chia sẻ cái gì mình phải chia sẻ kỹ, đẹp phô lên rồi, nhưng cái xấu cũng phải nói lên, đúng không ạ? Để cho quý vị các bạn ở rất xa, chúng ta được xem tất cả mọi cái. Thì đấy quý vị nhá. Vâng, chân triện thì là 3, mặt triện thì là 4. Hoa văn các cụ rất kỹ, chân triện rất là kỹ. Đấy, biết làm sai chỉ dám nói được điều đó thôi. Anh Lâm và chị Hương cam kết lành tin. Đấy, còn quý vị mà ưng cái đồ này thì chúng ta phải đến uống nước chè, giao lưu. Chứ Viêm Sai nghĩ gọi điện hơi khó đấy. Vì anh chị cũng nói với Viêm Sai rồi, những cái gì có thể qua hình ảnh được, những cái đồ quý chơi thì... Vâng. Cái này là cũng mua từ thời mà anh cũng bắt đầu thích. Mà chị bảo ở cái video trước là chị hoang mang ấy đúng không? Vâng. 9 năm rồi. 9 năm rồi. Vâng. Có những cái nào mình mấy năm. Vâng. Tiếp tục chia sẻ quý vị các bạn một cái bể rất to. Phù bì là rộng là 96. 96. Cái này là chân thụt quý vị. 96. 1m76. Trời. Phù bì. Cao. Cao cao. Em lon luôn này em. Rộng luôn à? Lon lòng là 1m61 chiều dài. Ừ. Rộng. Rộng là 81. Kinh. Cao. To thế. Các bạn nhỉ. Thường thường là cứ chiều dài gấp đôi chiều rộng nhỉ. Hả? Đây là cao 63. Rồi. Em đo lại cái chiều rộng của anh Phát nào. Chiều rộng 81 đây. 81. Quay ngược kia. Đúng là 1m6 không mấy không? 81. Đúng không? 1m61. Đấy. Các cụ hay làm cứ chiều dài là gấp đôi chiều rộng. Dạ, nói thật ra hay nhỉ? Với một cái kiến, với một cái gọi là ngày xưa gọi là một cái hòn đá to như thế này. Ừ, khối đá đây to. Một khối đá to này mà lấy được từ trong trong núi ra nó cả vấn đề. Em làm sờ anh Phát cái mặt. Sờ, sờ mặt sau mà, mấy mặt sờ thôi. Nắm mắt lại mà sờ. Mấy mặt? Bốn mặt. Bốn mặt à? Đùa chứ. Em nhắm mắt rồi em sờ chứ em. Bốn mặt thật đúng không ạ? Ôi trời ơi. Bốn mặt. Sướng nghe. À, vậy thì anh lại ngộ ra một điều này không ạ? Thường mà cái khối đá to các cụ mất công đã tìm nó lại là rất hiếm rồi. Mà đã hiếm thì các cụ sẽ làm bốn mặt cho nó quý. Thực ra nói thật với anh, em thì em không biết đâu. Nhưng mà ngày xưa em chỉ biết là không có máy móc gì cả. À, cách đây hàng vài trăm năm không có máy móc gì cả. Mà các cụ lấy được những cái phiến đá to như này là phải những cái người mà phải sử dụng rất nhiều công sức của những người xung quanh. Sau khi đó lấy rồi xong lại đưa về nhà, xong lại để cho một người thợ mấy năm nuôi ăn mới được như thế này. Ngày xưa thì chắc chắn không phải là hai người, phải là một người. Tại vì nét đục của hai người nó khác nhau. Thì chắc ngày đấy cũng có cái cẩu kiếc gì đấy bằng gỗ bằng cái gì đấy sao? Có cẩu bằng tre. Giỏi nhỉ? Làm cần cẩu. Nhưng mà nói thật, nếu mà khen cái cụ giỏi thì khen làm gì? Cụ đẻ được cái ra chúng ta thì gì phải khen là cụ. Giỏi rồi. Nhưng là đẻ ra người tài như em công chim sẻ nữa. Chơi một tí vui quý vị ạ. Một cái video mà anh em chúng tôi có tiếng cười khi giữa một cái trời nắng như này để gửi quý vị các bạn đến cái thông tin là chiều cao, chiều dài, chiều rộng, lọt lòng. Một cái bể to như này đấy là một cái chúng tôi đã cố gắng hết sức. Còn có những cái gì mà chúng tôi phạm đến mọi người thì mong mọi người cũng thông cảm một chút. Anh em tôi vì cộng đồng, chúng tôi chia sẻ thông tin, không vì cái gì cả. Thì cũng mong quý vị các bạn thích thì like một cái, mà thích thì chia sẻ cho một chút. Còn không thích thì các bạn xem rồi các bạn bỏ qua. Chứ cũng đừng nên nói những cái lời nó không hay đến cho gia chủ với cả chúng tôi nữa. Khi anh em tôi đã đi quay hết sức rồi, không lấy cái gì của các bạn cả. Các bạn đừng nghĩ các bạn xem để cho tôi được vài chục triệu nọ kia. Thưa các bạn, không có. Video sai nói thẳng điều đấy. Xem video không có. Vì công anh nói một chút vui. Xem quảng cáo, quý vị chỉ rình rình ấn bỏ qua cái quảng cáo rồi thì tôi được cái gì đâu mà. Nếu mà không phải là vì đam mê thật, mà vì quay YouTube lấy tiền thì chắc chắn em và anh sẽ chọn cái khác để quay lấy tiền. Ví dụ như cho quay cho con xem là nhà.
Bây giờ nhá, đơn giản nhất thôi. Đây, VMSai em chia sẻ một xíu thôi. Các bạn cầm máy điện thoại, các bạn ra ngoài sân giữa trưa nắng, các bạn quay đồ các bạn một xíu thôi. Thì các bạn thấy vất vả hay không? Thế thôi. Quy đi công sang bên kia tí đi. Tí đi quay bên này. Đấy, nhưng mà anh em tôi không cải công. Ý là vì có một số cái video anh em tôi đăng lên mà các bạn nói cũng câu nói nó không hay lắm. Nhưng mà thôi, VMSai muốn một chút thôi. Cái gì không đúng thông cảm, vì chúng tôi không phải là dân gọi là đi làm chuyên nghiệp đến mức tỉ mỉ, nên mong quý vị các bạn hết sức thông cảm. Anh em tôi chỉ là chia sẻ. Cái bể này thì thôi, vì nó là trong cái video của cái bể này, thì VMSai tiếp tục chia sẻ một chút cái thông tin bể to đại lại một chút, vì lúc trước video là video đã có rồi. Dài bao nhiêu em? Dài 1m93. Và đấy là phổ bì ấy nhá. Ừ. Rộng 1m1. Úi xa. Dài 1m93, rộng 1m1. Cao là cũng to lắm. Ừ. 62 67 12 62. Sờ đi, dám mắt lại sờ xem nào. Sờ đằng sau xem là mấy mặt. Dám mắt lại. Dám mắt đi. Kéo được câu cục. Sờ đi. Sờ thế nào? Thật đấy. 4 mặt thật đấy. Đủ. 4 mặt. Ui, 4 mặt thật quý vị ạ. Ở chính tỏ là hòn đá to, hòn đá nặng, các cụ lại làm 4 mặt. Lò lòng, lò lòng. Lò lòng là rộng là 96. Rồi. Khiếp, cong cần. 1m78. 1m77 thôi, trường phân cong. Rồi. Đó là nhân cong. Cái này nó qua đi không? Chân triện ấy. Mà thôi, ở cái lúc đầu nói kỹ phết rồi. Chưa. Không có cả... Thôi, quý vị nghe. Ừ. Đây là một cái bể mà đục rất sâu. Ừ. Tại sâu đây đục phân như này. Đây một phân là bên trong, cái phần ra bên ngoài, một phân nữa là hai phân. Để cho em công nói quý vị. Mà chân diện rất đẹp. Chân diện rất đẹp. Kích thước rất to, rất đặc. Em thấy đây xung quanh chân đều đẹp hết. Rồi. Đường diện đều bốn mặt. Em nghĩ là do đúng một người, không phải hai người. Làm một cái bể nó ra. Làm cái bể ra. Thì thường được. Cũng phải nuôi những người thợ này. Người thợ này chắc trước tiên là phải là người thợ giỏi. Nuôi người thợ này cũng phải nhiều năm ở trong nhà. Kiếp làm lâu vậy á? Ngoài nuôi cơm cho người này nhiều năm trong nhà, còn phải bao cho gia đình người ta sống. Công giỏi. Người đàn ông là bao giờ không phải cũng là trụ cột của gia đình. Đi làm phải lấy tiền phải nuôi vợ nuôi con anh em. Công ơi, anh thấy ở dưới có hai cái chậu rất lạ ấy. Dạ. Đây, ở dưới đây. Vâng. Chậu này chẳng có gì là cả cái đá này. Ra màn nhỉ, anh thấy nó. Nhưng mà hoa văn thì hơi lạ. Để hoa văn. Em phải đòi mọi người cùng làm. Ừ. Vuông đấy. 56 vuông không đấy. Cao cao đi, vuông, vuông 56. Ừ. Nào, đo chiều cao đi, đo chiều cao đi. 56. Cao 54 năm. Rồi. Một đôi đúng không? Một đôi. Đấy. Ok. Cảm ơn ông Công đã chia sẻ. Thưa quý vị các bạn, còn một cái bể to nữa. Những cái bể này thì cho em Công em đo thêm nó to bằng nào. Tại sao ông đại? Cái này là 90/5. Ừ. Chiều rộng. Vì chiều dài là 1m57/5. Ừ, lột lòng đi. Chiều cao nhé. Ừ. Chiều cao là 56. Rồi, lột lòng nào. Lột lòng là 77. 77, rộng. Đặt 1m44/5. Rồi. Em kiểm tra xung quanh có mấy mặt mà có tóc tiếc, vỡ biết gì không? Cái này là nhắm mắt. Ừ, sờ sao vậy? Này mở mắt mới sờ nên cũng nhìn ra sau rồi. Mấy mặt? Thấy 4 mặt sờ như nhau ấy. Ui giời, vậy 4 mặt có vỡ biết gì không? Xem có tóc tiếc gì không em? Tại vì
chia sẻ với mọi người luôn cái bài này là hiện tại thực tế này thì chân em thấy có một cái lỗ. Rồi, này là chân thụt. Chân thụt. Chuyện bốn mặt chân thụt. Bốn mặt chân thụt. Đấy. Thế này. Bài này thì có lành không em? Lành. Lành tít luôn à? Tít. Em nghĩ như cái này gọi là thơ đá thì. Thơ không? Không không không. Cái tóc quý vị ạ, đây chảy nước kìa. Đây chảy nước. Có ngấm nữa. Tóc. Nó là à, đây bên này nữa. Nó là thơ đá thật nhưng Không, này tóc gọi rõ là tóc nhá. Cái này là tóc rồi. Không vào tí đáy nào hết. Ừ. Tóc một tí góc này quý vị này. Thực ra mình không được tránh. Không đấy, cứ chia sẻ thật với quý vị đấy. Anh Lâm thì anh cũng phải như thế thôi mà. Ở đây nữa. Đây quý vị, tóc lên quý vị nhá. Thế bên sai anh chỉ có một nhiệm vụ để tìm cái tóc thôi, chỉ quý vị thôi. Lành thì bảo lành mà tóc thì tóc. Đúng quý vị nhá. Có một điều là cái thước quá đẹp. Ủa, cái thước rất đẹp. Trồng cây tuyệt vời. Đấy. Giờ video sai vì em Công bắt đầu đi chia sẻ cái bể có hoa văn đi. Đấy. Ok. Có hoa văn. Quý vị sang cái bể hoa văn đây nhá. Mời quý vị các bạn sang video tiếp theo.